Hello, hello. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại KT Fashion. Hello, hello. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại KT Fashion. Quý vị ơi, Thu Hương là Real Estate Agent ở Texas nhé. Thu Hương chuyên về nhà mới, New Home Specialist. Hôm nay Thu Hương ở cái khu KT Fashion này để giới thiệu đến quý vị ngôi nhà chợt của Highland, một builder nổi tiếng nhé quý vị. Khu nhà này thích lắm quý vị à. Nếu quý vị đi KT Asian Town chỉ có 15 phút. Rồi quý vị đi KT Outlet Mall cũng có 15 phút thôi. Rồi đi Bel Air Trung tâm Thương mại Người Việt chỉ có 35 phút. Rất là tiện phải không quý vị? Và cái khu này á tuyệt vời quý vị ơi. Những ai mà có gia đình, có các em á, về đây ở rất là thích luôn. Nó nhiều activity lắm, hồ bơi, sân đánh tennis, playground, lazy river, sunset farm. Nó có cái farm ở đó Thu Hương thích lắm quý vị. Cái farm đó hôm nọ Thu Hương có tới lấy rau cải tươi thoải mái luôn. Họ cho free đó quý vị. Ok, hôm nay Thu Hương sẽ giới thiệu đến quý vị cái ngôi nhà mới, thiết kế mới của Highland. Highland là một builder nổi tiếng, năm rồi cũng được giải The Best nè quý vị. Và hiện tại nó mở cái section mới, có lake view, có hồ, nên Thu Hương hôm nay tới đây để giới thiệu đến quý vị. Rất nhiều các anh chị em ở xa muốn tìm những ngôi nhà chất lượng, sang trọng, đẹp và cái khu trường học tốt. Và cái khu này thế rẻ hơn các khu ở khác ở Katy như Ken Island, Santara, Ellison thì thuế hơn 3 chấm. Ở đây thuế chỉ có 2.8 và tiền SOA chỉ có 1.125 thôi quý vị nhé. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị hãy vào tham quan cái ngôi nhà chợt sang trọng, chất lượng, nổi tiếng của Highland nhé. Quý vị ơi, Highland rất là nổi tiếng quý vị ơi, chất lượng lắm. Smart home nó có đầy đủ everything nha quý vị. Và nó có nhà chợt, nó có nhiều cái plan, nhiều cái kiểu nhà đẹp lắm. Đây là một trong những cái kiểu nhà ở phía trước, nó có porch. Mà nhà của Highland á thì quý vị biết là giá hơi cao, tiền nào của đó. Chung quanh là bốn mặt gạch. Như cái porch này quý vị thấy nè, nó làm bằng stone, bằng đá, bằng gạch hết. Và rộng rãi nha quý vị. Smart home technology, cái gì cũng là smart hết, giống như cái doorbell nè, video doorbell, rồi radar cũng smart, rồi nó nhiều thứ lắm. Thu Hương sẽ nói thêm nhé. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị vào bên trong cùng Thu Hương nhé. Quý vị ơi, Thu Hương thân mời quý vị vào tham quan cùng Thu Hương ngôi nhà của Highland nhé. Đây quý vị ơi, đây là cái phôi của Highland ceiling. Cái nhà này nó cao quý vị ơi, 11 feet. Nhà chợt mà 11 feet cao ráo, đẹp lắm quý vị. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị vào bên trong cùng Thu Hương nhé. Quý vị ơi, cái ngôi nhà này
2611 square feet, giá bay là 502.990. 4 phòng ngủ, 2 full bath, rồi có phòng entertainment, có phòng làm việc, dining, phòng family room. Rồi đây là cái kitchen đẹp, sang trọng quá quý vị ơi. Tôi thương thích cái kiểu này lắm. Quý vị thấy nè, nó có hai cái island nhé. Cái island này chính giữa nè. Rồi nó làm như một cái bar. Nhưng quý vị thấy nè, mình có thể để ghế mình ngồi ở đây chắc là được cũng 4 người đó quý vị. Rất là sang luôn, thích lắm quý vị ơi. Quý vị thấy không, mấy cái cabinet của nó cao ráo mà nó xây quý vị hai lần nó làm đồ, nghĩa là fashion lắm quý vị ơi, là đẹp quá. Còn những cái hộc tủ mà cao ở trên đó đó có đèn là mình phải upgrade nha quý vị. Cái giá 502.990 á là cái giá base. Rồi mình nó cho mình 30.000 để upgrade nha quý vị, và 10.000 closing cost. Đó quý vị thấy nè, ở đây thì nó sẽ có cái bếp gas cho mình nhé. Và cái cabinet này nó rất nhiều hộc tủ, nó có hai island lắm. Trước hết thì Thu Hương giới thiệu quý vị bên đây. Nó có cái built-in microwave and oven rất là sang. Rồi cái pantry. Pantry mình walk-in được nữa nè, cũng rộng rãi. Nếu quý vị muốn mua một căn nhà 2611 square feet giống như căn nhà này, nó cũng đầy đủ hết, 4 phòng ngủ, 2 full bath. Cái island bên đây nó còn nhiều hộc tủ nữa chứ. Cái nhà này rất là thích luôn. Rồi thêm một cái island bên đây là nhiều hộc tủ luôn. Thì cái máy rửa chén ở đây, wow, nó làm đẹp quá quý vị. Cái bồn nó làm bằng ceramic, rất là rộng luôn, rất là sang luôn. Đứng ở đây rửa chén nhìn ra ngoài sao, thích quá, tuyệt vời. Rất là tốt phong thủy nha quý vị. Một cái bếp bên đó, rồi cái sinh bên đây, đó là người Việt của mình muốn như vậy. Hôm nay Thu Hương tìm được cái căn nhà này, Thu Hương thích lắm. Rất nhiều người muốn Thu Hương tìm cái căn nhà chợt, vừa đẹp, vừa sang, vừa chất lượng. Thì như quý vị biết, tiền nào của đó, quý vị muốn chất lượng, muốn sang trọng, đẹp thì giá hơi cao một tí, nhưng mà cái giá 502.990 này thì Thu Hương thấy không cao rồi quý vị, tại vì nhà bốn mặt gạch sang lắm. Bây giờ Thu Hương mời mọi người đi qua cái phòng family room nhé. Quý vị ơi, Thu Hương đang ngồi ở cái phòng family room. Quý vị thấy hai lần cái cách họ trang trí, họ đi cái tông màu không? Nhã nhặn, chỉ có màu xanh với màu hồng thôi mà nó làm cho mình cảm thấy ấm cúng, nhẹ nhàng, rất là thoải mái luôn. Lần đầu tiên Thu Hương thấy builder này nó để cái màn màu xanh, xanh nhạt, cái màu xanh da trời nhạt, rất là nhã nhặn, rất là sang quý vị ơi. Quý vị thấy hai lần nó build cửa sổ, cũng là bây giờ ở nhà mới nó xây toàn là double window để chống heat, đỡ tốn tiền điện nha quý vị. Wow, nó làm cái màu, cái tông nó đi, cái nhà nãy đi tông màu, Thu Hương thích quá quý vị ơi. Rồi nó có cái fireplace ở đây luôn. Đó, kiểu nhà rất là ấm cúng nha quý vị. Cái ngôi nhà này ceiling cao 11 feet nên nó rất là cao ráo, dễ chịu lắm quý vị ơi. Đó, quý vị thấy ha, cái tông màu của hai lần đi sang quá, đẹp quá. Bây giờ Thu Hương đi qua cái phòng dining room nhé. Quý vị ơi, đây là cái dining room. Quý vị thấy kiểu nhà của hai lần không? Nó xây open hết. Bây giờ rất nhiều người thích kiểu nhà này. Đó, quý vị thấy không? Cái nhà bếp sang trọng quá à. Thu Hương mê nhà bếp. Rồi cái phòng khách thì ở đây, rồi dining room ở đây. Rồi nhà thì cửa sổ nhiều, phòng khách 4 cửa sổ. Rồi tại cái bàn ăn này quý vị thấy nhìn ra ngoài, trước mặt cũng là cửa sổ, nhưng mà nó làm cái slide door luôn nha quý vị. Bây giờ Thu Hương sẽ đi ra ngoài bằng cái slide door này nhé, mà cái này là phải upgrade nha quý vị. Quý vị ơi, thấy quý vị thấy thích không? Cái slide door nè, đó, cái này phải upgrade nha quý vị. Rồi đây là cái patio. Patio rất là rộng rãi, xung quanh nó xây bằng gạch, rất là chắc chắn. Wow, chất lượng nha quý vị. Cái ngôi nhà này cũng bốn mặt bằng gạch, hai lần là xây nhà bốn mặt bằng gạch không đó quý vị. Đó quý vị nhìn nè, rất là đẹp luôn. Và cái phòng ngủ nó làm bằng cái bay window nên rất là sang. Đó quý vị thấy cái patio đẹp quá quý vị ha.
Bây giờ Thu Hương mời mọi người vào bên trong để mình khám phá phòng master rồi các phòng ngủ khác nhé. Đây quý vị ơi, cái slider này thích quá ha quý vị ha, rất là tiện luôn. Nếu ai muốn thì upgrade thôi quý vị ơi. Đó, quý vị ơi, bước vào quý vị thấy căn nhà không? Nó thoải mái mà nó ấm cúng mà nó sang, nó đẹp quá. Bây giờ Thu Hương, nó có một cái phòng master bên đây, nhưng mà trước khi vào master thì nó có cái phòng làm việc nha quý vị. Quý vị ơi, đây là cái phòng làm việc nhé. Hai lần nó xây cái phòng làm việc phía sau. Ngồi đây quý vị có thể nhìn ra nhà bếp, phòng khách, thích lắm quý vị. Và nó có hai cái cửa sổ ở đây quý vị ơi. Hai lần nó làm hai cái cửa sổ cao ráo lớn lắm quý vị ơi. Rồi cái này là custom line, nếu quý vị muốn thì Thu Hương vẫn có người làm cho quý vị nhé. Đó, cái phòng làm việc nhỏ xinh xắn, vừa vặn để cho một cái chỗ để làm việc thì nó có hai cánh cửa này. Đó, quý vị ơi, nó có hai cánh cửa để quý vị muốn làm việc yên tĩnh nhé. Muốn làm việc yên tĩnh thì mình đóng cửa lại. Đó, bây giờ mình vào cái master bedroom nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ chính, cái master bedroom nhé quý vị. Cái phòng ngủ này á, thì nó upgrade, nó làm thêm cái bay window là cái phần này, để mình có để thêm cái ghế, cái bàn ở đây. Rất là đẹp luôn, rộng rãi nữa. Đó, quý vị thấy phòng ngủ của Highland nè, nó dùng cái màu xanh nhạt, rất là nhã nhặn. I love it. Đó, phòng ngủ rộng rãi, sang trọng nhé quý vị. Thu Hương quên nữa, cái phòng ngủ nó cũng có 4 cái cửa sổ luôn. Rất là good luôn. Quý vị ơi, bây giờ mình vào cái master bathroom nhé. Đây, quý vị ơi, sang trọng. Nó làm hai cái sink. Thu Hương thích cái kiểu sink mà nó vuông vuông như vậy. Đây là những cái kiểu mới, rất là sang luôn. Rồi chính giữa thì mình có thể cho quý bà ngồi đây trang điểm luôn nè. Nó có bàn trang điểm luôn. Và nó là nguyên một kính lớn, quá sang luôn quý vị. Đó, bên đây thì cái bathtub như cái phòng tắm này nó có đầy đủ hết ha quý vị ha. Cái bathtub, cái kiểu này thường rất là thích. Cái kiểu vuông vuông này là cái kiểu mới nè. Rồi nó có cửa sổ, rồi nó có walk-in shower. Rộng rãi. Và mình vào bên trong này á, quý vị biết cái closet của nó rộng lắm nha. Thu Hương thấy cái closet nó dài mà rộng. Wow, good quá quý vị ơi, vừa đủ cho hai ông bà nè. Nó rộng mà nó dài lắm quý vị. Quá good luôn. Rồi, quá sang luôn. Bên đây thì có cái toilet. Nó có cái toilet trong này nha quý vị. Rồi, bây giờ Thu Hương sẽ mời quý vị đi ra ngoài cùng Thu Hương để tham quan mấy cái phòng ngủ kia nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng entertainment, nghĩa là cái phòng để mình xem movie, để nghe nhạc. Thường mấy cái phòng này nó làm cái màu đậm như quý vị thấy nè. Nó làm cái màu đậm để cho căn phòng mình nó ấm cúng hơn. Wow, thích quá quý vị ha. Có một cái căn phòng để ngồi nghe nhạc, xem movie, ấm cúng như gì, quá tuyệt vời. Nó còn có hai cái cửa sổ, cửa này nữa. Để mà mình khi mình nghe nhạc hay xem movie thì mình đóng lại. Đó, quý vị ơi, rất là tiện luôn. Rồi, bây giờ mình đi qua tham quan hai cái phòng ngủ nhé quý vị. Quý vị ơi, đây là cái phòng cho bôi. Quý vị thấy hai lần nó trang trí cái màu cho bôi thích ghê hả quý vị ha. Đó, căn phòng vừa ở cho một em bé nè. Cửa sổ thì họ hai lần nó làm rất là cao ráo luôn. Nó làm cao hơn các builder khác nha quý vị. Rồi, đây là cái closet. Quý vị ơi, cái closet này walk in được luôn đó quý vị. Cái nhà 2611 square feet mà phòng nào cũng vừa ở, rộng rãi, và closet thì walk in được. Bây giờ mình qua cái phòng ngủ tới nhé. Quý vị ơi, đây là cái bathroom này là full bath luôn, để dành cho hai cái phòng ngủ nhé. Nó nằm chính giữa. Như quý vị thấy, hai lần nó làm ở đây là double sink, mà cái kiểu của nó Thu Hương rất là thích. Thu Hương thích cái kiểu nó vuông như chữ nhật như vậy nè. Kiểu mới, nhìn nó rất là modern, rất là thích luôn. Rồi có
một miếng kính thật lớn ở đây. Wow. Trong này thì nó có cái bathtub với lại cái toilet nha quý vị. Đây. Đó, dành để dành cho hai phòng ngủ sử dụng. À, thích quá. Bây giờ mình qua cái phòng ngủ kế bên nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng cho xinh quá. Quá xinh, quá đẹp luôn. Cái phòng nó trang trí cái màu trắng, màu hồng, màu tím. Trời ơi, nó đẹp, nó dễ thương quá quý vị ơi. Đó, một căn phòng ấm cúng cho girl. Hai lần thì cái cửa sổ nào nó cũng làm cao ráo hết nha quý vị. Quá good luôn. Rồi, mình đi vào cái closet. À, closet này cũng rộng nè quý vị. Nó cũng như cái closet kia. Mình có thể walk in luôn. Quá tuyệt vời. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị cùng đi với Thu Hương xem một phòng ngủ nữa nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ thứ tư nhé. Hay là nó trang trí cái màu dễ thương quá quý vị ơi. Phòng này thì được cái là hai cái cửa sổ, mà cửa sổ nào cũng cao ráo hết quý vị. Rồi bên đây là một cái closet. Closet này còn rộng nữa. Thế nào quý vị? Đó, mình có thể walk in rộng rãi, quá good luôn. Nhà này được có 2611 square feet mà được 4 phòng ngủ luôn quý vị ơi. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị vào bên trong, Thu Hương sẽ nói thêm chi tiết về căn nhà này nhé. Quý vị ơi, khi mình bước ra khỏi phòng ngủ thì nó còn một cái full bath ở đây. Wow, quá tiện luôn, để cho cái phòng ngủ ở thứ ba sử dụng thì nó có full bath, có walk-in shower luôn. Wow, rộng rãi, good. Quý vị ơi, lý do hôm nay Thu Hương có mặt ở đây là tại vì có nhiều anh chị em ở xa hỏi thăm Thu Hương muốn tìm nhà ở KD mà khu nào là thế rẻ, trường học tốt, thì Thu Hương tìm được cái khu này nhé. Khu này ở gần cái bên I-10 với 99. Nó nằm cách KD Asian Town chỉ có 15 phút thôi quý vị. Và cái KD Outlet Mall cũng chỉ có 15 phút. Rồi quý vị, nếu quý vị muốn đi trung tâm thương mại người Việt á, thì quý vị đi Bel Air chỉ có 35 phút. Quá tuyệt vời. Rồi lý do tại sao hôm nay Thu Hương chọn hai lần là tại vì có nhiều anh chị em muốn mua nhà chợt mà nhà phải đẹp, phải chất lượng, thì Thu Hương chọn hai lần. Hai lần number one, năm rồi cũng được giải the best đó quý vị. Tiền nào của đó phải không quý vị? Nếu quý vị muốn mua nhà dưới 300.000, Thu Hương cũng sẽ giúp cho quý vị. Thu Hương làm specialist about new home nên Thu Hương biết rất nhiều nhà mà dưới 300, 250 thì quý vị, Thu Hương vẫn giúp được cho quý vị. Còn cái ngôi nhà này thì cái giá base của nó 2611. Cái ngôi nhà, cái đây là cái ngôi nhà mẫu, nhưng mà nếu quý vị muốn mua một căn nhà như vậy 2611, giá bay nó là 502.990. Và ở đây nó có cái nhà thấp nhất là 2055 square feet, giá base của nó là 460, thì cái lot ở đây là 55 foot nha quý vị. Lot cũng rộng rãi lắm. Lý do là Highland nhà rất là chất lượng, smart home technology, nghĩa là cái gì nó cũng smart home hết, video doorbell, rồi smart home video, smart lock, rồi wifi radar, coi như là rồi cái thermostat cũng mình cũng dùng cái phone cũng để điều chỉnh, cũng good lắm quý vị. Coi như là cái nhà này là smart home technology. Rồi, cái standard của cái nhà này là nó sẽ cho mình cái sprinkler system nhé. Rồi nó cho mình mấy cái máng sói luôn, chung quanh nhà luôn. Và cái cửa trước của nó là nó sẽ là cao là 8 feet nha quý vị. Rồi ở đây cái amenity á, thì quý vị ơi, nó đầy đủ hết. Nếu mà quý vị có các con, các bé tới đây sống thì quá tuyệt vời. Tại vì cái amenity nó có lazy river, hồ bơi rất là lớn, rồi sân đánh tennis, fitness center, sport field, coi như là nó có đầy đủ hết để cho các em tới đây vui đùa, đi bơi lội, thích lắm.
Rồi nó có cái Sunset Farm thì Thu Hương tới đó rồi. Nó nói nó bán, nhưng mà thật sự Thu Hương tới đó nó để cái tủ lạnh rồi rau cải tươi thích lắm quý vị, dưa leo rau cải đủ thứ hết, quý vị muốn lấy thì lấy, không phải trả tiền đâu. Thu Hương thích lắm. Rồi khi mà quý vị, với lại một cái nữa đó là nó ở đây nó bán nhà nhanh lắm, và nó open cái session mới. Mà session mới này sẽ có lot view nha quý vị. Quý vị hãy gọi Thu Hương gấp nha, để mình chọn những cái lot, những cái lot mà miếng đất lớn đúng hướng cho quý vị. Nó mở rồi đó quý vị, mở cái new session mới. Thì hiện tại là nó có 3 căn nhà xây sẵn. Hiện tại nó chỉ có 3 căn nhà xây sẵn để bán thôi. Nếu quý vị muốn mua thì gọi Thu Hương, một căn là 2971 550.000, 2006 là 550, và 2007 581. Nhưng mà nếu quý vị muốn xây thì nó cho quý vị 30.000 tiền upgrade và 10.000 tiền closing cost nha quý vị. Quý vị ơi, đừng ngại gọi Thu Hương. Nếu Thu Hương không trả lời, xin nhắn tin để lại, Thu Hương sẽ gọi lại ngay nhé. Những cái information về email, website, số phone Thu Hương đều có trên YouTube, Facebook Thu Hương Lương, Zalo, Instagram, TikTok đều có information của Thu Hương hết. Thu Hương có người, có một đội ngũ làm việc rất là hùng mạnh nhé. Nếu quý vị ở xa, ở Việt Nam muốn vay mượn tiền thì Thu Hương có người làm loan sẽ giúp cho quý vị vay mượn tiền luôn. Thu Hương chuyên về nhà mới nên quý vị đừng ngại gọi Thu Hương. Thu Hương sẽ chọn đất, chọn hướng và lấy good deal cho quý vị nhé. Để coi cái gì Thu Hương quên. Thu Hương làm việc với nhà cũ, nhà mới thì Thu Hương cũng làm hết. Mua tiệm commercial, và Thu Hương có đội ngũ để mà remodel, sửa nhà, sửa cửa cho quý vị luôn, và bảo hiểm luôn nữa nhé, bảo hiểm nhà, xe cộ đủ hết cho quý vị. Đừng ngại gọi Thu Hương 832-878-2081. Và nếu quý vị thích cái video này, please subscribe, bấm like rồi subscribe rồi comment cho Thu Hương nha. Thu Hương cảm ơn rất nhiều. Bye bye.